động vật và côn trùng quen thuộc phần 3. Xem lại các phần. Link ở mô tả. Con gì đây? Bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng. Tên tiếng Anh đọc là Beetle. Beetle. Con gì đây? Ve sầu. Ve sầu. Tên tiếng Anh đọc là Cicada. Cicada. Con gì đây? Bổ củi. Bổ củi. Tên tiếng Anh đọc là Click beetle. Click beetle. Con gì đây? Con dẹp. Con dẹp. Tên tiếng Anh đọc là Aphid. Aphid. Con gì đây? Bọ hung. Bọ hung. Tên tiếng Anh đọc là Door beetle. Door beetle. Con gì đây? Cà cuống. Cà cuống. Tên tiếng Anh đọc là Giant water bug. Giant water bug. Con gì đây? Bọ ve. Bọ ve. Tên tiếng Anh đọc là Tick. Tick. Con gì đây? Ấu trùng. Ấu trùng. Tên tiếng Anh đọc là Grub. Grub. Con gì đây? Con giói. Con giói. Tên tiếng Anh đọc là Maggot. Maggot. Con gì đây? Bọ chét. Bọ chét. Tên tiếng Anh đọc là Flea. Flea. Con gì đây?
Kiến ba khoang. Kiến ba khoang. Tên tiếng Anh đọc là Rove beetle. Rove beetle.